Xin chào mọi người, trước khi sử dụng Adobe Scan thì mọi người sẽ vô cái Zalo trên máy tính để chúng ta đồng bộ với lại điện thoại luôn nha. Gõ cái số điện thoại mà mình sử dụng trên Zalo đó. Rồi sau khi gõ số điện thoại thì chúng ta nhấn luôn vô chữ đăng nhập không cần dùng mật khẩu đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở Zalo trên điện thoại. Chúng ta thấy chữ Zalo bảo mật nè, chúng ta sẽ nhấn vô đó. Và nhấn vô chữ xác nhận đăng nhập nha. Đồng ý. Đó, như vậy là Zalo của chúng ta đã đồng bộ trên máy tính rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sử dụng Adobe Scan nha. Mọi người sẽ tải Adobe Scan về máy điện thoại nè và cài đặt trên đây. Nó có dạng hình biểu tượng như sau. Đây, chúng ta sẽ nhấn vô. Rồi, thì ở trên cái phần này á, nó có hai cái nút. Đây, cái dạng ba cái tờ giấy mà xếp chồng lên nhau á, đó là mình sẽ chụp hình, tự mình chụp. Còn chúng ta khi mà chúng ta nhấn qua nó dạng một tờ giấy á, là máy sẽ tự chụp chứ không phải là mình chụp nha. Đó, máy chụp tự động. Thì lúc mà bây giờ mình mới làm á, nên mình nên sử dụng cái dạng mà mình tự chụp đi cho nó dễ nha. Rồi bây giờ ví dụ như là cái tờ giấy chúng ta cần chụp nó có ba mặt như sau. Thì để mà không bị lạc á, thì chúng ta sẽ chụp luôn ba mặt đây nè. Mấy bạn nhấn vô trong nút này, rồi khi mình chụp thì tự động nó sẽ lưu xuống góc này ha, cứ lần lượt như vậy thì mọi người sẽ chụp những cái trang còn lại. Thì khi mình tự chụp á, thì mình phải canh một chút cho nó thẳng ha. Đó. Rồi. Thì trong cái trang này nó có cái ba mặt. Sau khi chúng ta chụp xong thì chúng ta mới bắt đầu lưu nè. Bằng cách nhấn vô cái góc bên tay phải nè. Thì hiện tại mình có ba cái mặt của nó là ba trang đó. Thì chúng ta sẽ thấy nở đây nó hiện lên 1 đến 3 trang. Mình lỡ tay nhấn vô ha. Rồi bây giờ đổi tên thì mọi người sẽ nhấn vô cái bút ở trên đây nè. Chúng ta xóa đi và chúng ta đổi tên. Ví dụ cái tên này mình đặt đó là tiêu chí 1. Sau khi đặt xong chúng ta sẽ nhấn rename. Và chúng ta sẽ lưu cái tệp tiêu chí 1 này lại ha. Save nè, PDF nè. Rồi chúng ta cũng chưa có cần gửi vội đâu, mà chúng ta sẽ chụp tất cả các tiêu chí luôn. Ví dụ như là cái tiêu chí thứ hai thì nó có hai mặt, thì chúng ta sẽ chụp hai mặt đó. Khi bắt đầu mà chụp tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn vô trong cái máy ảnh này nè, ngay góc dưới đây nè, nhấn vô. Rồi chúng ta sẽ chụp. Rồi thì cái trang này nó có hai mặt thì chúng ta sẽ nhấn vô tiếp tục, chúng ta lưu giống như cái tiêu chí 1 ha. Đó, đổi tên ngay trên đây, này là tiêu chí 2 đi. Rename, lưu lại. Thì tương tự những cái tiêu chí tiếp theo á, nếu mà một mặt ấy, thì chúng ta chụp một mặt chúng ta lưu lại, hai mặt thì chụp hai mặt xong mới lưu lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa những cái file này về Gmail hoặc là Zalo.
thì chúng ta để gửi á, thì mọi người để ý nè, góc dưới đây nè, nó có cái mắt xích đây, ba cái dấu chấm nè, hình zigzag nè, chúng ta sẽ nhấn vào đó. Thì chúng ta có thể gửi qua email, email là cái Gmail của mình đó, hoặc là mình có thể gửi Zalo. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn là sử dụng gửi qua Zalo nha. Đấy là chúng ta sẽ share ở copy nè, rồi gửi qua Zalo thì nhắn vô Zalo. Thì mình sẽ gửi qua bên cho riêng cá nhân của mình mang tính bảo mật á, thì chúng ta sẽ nhấn truyền file, thay vì là chúng ta phải gửi qua của người khác á, xong rồi chúng ta lại tải về, như vậy là nó mất cái tính chất riêng tư của mình ha. Nhấn vào truyền file, và khi sau khi nhấn vào truyền file đó thì các bạn thấy cái file PDF nó hiện lên đây, chúng ta sẽ nhấn gửi. Sau khi nhấn gửi thành công nè, chia sẻ thành công, chúng ta sẽ trở lại cái hình PDF đó, và tiếp tục những cái tiêu chí còn lại chúng ta cũng nhấn vô đây nha. Đó, nhấn vô đây là chúng ta gửi. Và cái hình cuối cùng mà chúng ta chụp sau cùng nhất á, nó sẽ có dạng như thế này, thì chúng ta cũng việc nhấn vô cái nút share này nè. Đó, ba cái dấu chấm chúng ta nhấn vô đó. Rồi cũng là share copy luôn ha, share copy nè. Và tiếp tục gửi qua Zalo. Gửi qua truyền file nha các bạn. Rồi cứ như vậy thì chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ tải tất cả những cái tiêu chí còn lại ha về Zalo. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là trên máy tính những cái file mà chúng ta đã gửi hết qua đó nó đã đồng bộ hay chưa nha. Tìm thấy thì chúng ta sẽ vô tìm kiếm, chúng ta sẽ gõ chữ truyền file ha. Đó, khi gõ thì nó cũng xuống dưới đây nè, chúng ta nhấn chọn vô. Rồi thì bên đây là chúng ta đã gửi ba cái trang đó, nó đã nằm bên đây, tiêu chí một nè, chúng ta sẽ mở ra xem nha. Đây, trong tiêu chí một hồi nãy chúng ta chụp nó có ba trang thì nó đều nằm trong cái đây hết ha. Rồi thì các tiêu chí còn lại cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tải các tiêu chí này về, chúng ta sẽ tải các tiêu chí này về máy. Thì để tải, mọi người chỉ việc nhấn cái mũi tên nè ngay góc chỗ cái file đó, chúng ta nhấn. Rồi chúng ta sẽ chọn ngay vị trí mà chúng ta muốn lưu, cái ổ đĩa nào mà mình muốn lưu á. Đó, vì tại nãy mình đã đặt tên rồi nên mình không có cần sợ là nó bị nhầm lẫn ha. Mình sẽ nhấn vào chữ lưu. Tương tự như vậy thì mọi người sẽ tải cái file số 2 và file số 3 nha. Đây, nhấn vào mũi tên và tải về. Rồi. Thì sau khi chúng ta đã tải xong rồi, bây giờ mình sẽ vô cái chỗ mà mình đã tải về. Đây, đó là ba cái file này. Và chúng ta sẽ copy từng cái tiêu chí này vô trong cái cây thư mục. Cái cây thư mục nằm ở trên đây nè, thư mục của mình. Thì mình sẽ copy nha. Mọi người nhấn chuột phải rồi nhấn chữ copy á, tìm chữ copy, mà ở đây là nó dịch ra ngôn ngữ rồi nên nó có chữ sao nha. Rồi chúng ta sẽ vô trong cái cây thư mục của mình, mở ra. Cái tiêu chí 1 thì nó nằm trong tiêu chuẩn 1 nè. Đó, mở cái tiêu chí 1 ra, tiêu chí 1 nè. Và nhấn chuột phải. Chúng ta paste. Có chữ paste á, hoặc là máy anh nào mà nó đã dịch ra là có chữ dán nè. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong một tiêu chí. Tiếp tục thì mọi người sẽ copy tiếp cái tiêu chí 2. Đưa qua. Tiêu chuẩn 2 nè. Dán tiêu chí 2. Rồi tương tự
thì chúng ta cũng có thể cóp các tiêu chí còn lại. Tiêu chí 3, miếng chuột phải, bát nha. Đó, lần lượt mọi người sẽ làm xong hết 15 tiêu chí. Thì đây là cái phần mở rộng hơn ở khúc này. Ai làm thì làm, còn không làm được thì chúng ta bỏ qua nha. Đó là khi mà chúng ta chọn để chúng ta dán qua, mọi người có thể mở mở cái theo cái cây thư mục á, để chúng ta nhìn cho nó dễ ha. Đó, mở cái cây thư mục Nguyễn Thị Nù nè, thì nó sẽ có 5 tiêu chuẩn. Rồi ở đầu mỗi một cái thư mục nó có một cái mũi tên, tức là nó sẽ có thư mục con đó, có mũi tên là thư mục con nè, chúng ta sẽ nhấn vô đây. Rồi và khi chúng ta thao tác ở bên đây nè, ví dụ chúng ta trở lại bên đây nè, thì cái cây thư mục ở bên đây nó vẫn còn giữ nguyên nè. Mọi người chỉ việc copy cái hình đó rồi chúng ta nhấn trực tiếp bên đây chúng ta dán thì nó sẽ cũng nhanh hơn một bước nữa ha. Rồi thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ dán cái file PDF vào trong từng cái thư mục của mình. Thì tiếp theo, sau khi mọi người đã đưa hết vào trong cái thư mục này, minh chứng đã đầy đủ rồi á, thì bây giờ mọi người sẽ bắt buộc nha, bắt buộc chúng ta phải nén trước khi gửi. Thì mọi người sẽ nhấn chuột phải vô cái thư mục mà chúng ta cần nén. Đây, thư mục của mình đó là Nguyễn Thị Nụ minh chứng nè, ANR, nhấn vô. Đó, nó sẽ ra cái thư mục nén như thế này, rồi chúng ta mới gửi. Thì khi mà gửi cho cái người mà sử dụng, ví dụ như là cô Thơ đó, thì tùy theo là cô muốn nhận từ Zalo hoặc là Gmail á, thì mọi người sẽ gửi sao mà phù hợp với lại cái cách làm mà cô sao mà cảm thấy tiện lợi nhất nha. Còn ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để gửi cái tệp này lên Zalo luôn nha. Này, thì cái tệp đó mình muốn gửi cho ví dụ như cô Thơ, thì chúng ta sẽ gửi, chúng ta sẽ gõ cái tên cái người đó vô. Đó, mở bình thường. Rồi chọn cái tệp giống như cái hình cái kẹp nè. Nhấn vô đó. Chọn tập tin nha. Và chúng ta sẽ chọn cái tệp hồi nãy mình nén lại đó. Đó, mình nhấn vô đây để mình chọn, mình gửi cho cô Thơ. Đó, như vậy là cô Thơ cũng đã nhận xong. Và tùy theo mà cách làm nào mà cảm thấy cô Thơ cảm thấy thuận tiện tiện nhất á, thì mọi người sẽ gửi theo cách đó nha. Gmail hoặc là gửi qua Zalo như thế này đều tải về và sử dụng được hết nha. Thì chúc mọi người sẽ hoàn thành sớm công việc của mình. Xin chào mọi người.